Xin chào Minh Xuân, xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị thân mến, đây là một game show rất là hấp dẫn với rất là nhiều những cái điều bí mật mà chúng tôi sẽ mong muốn bật mí qua từng tập thi. Và tuần này, bốn người chơi mới sẽ bước vào cuộc đấu riêng của bản thân mình và mang về giá trị tiền thưởng cao nhất của chương trình là 8 triệu đồng. Cao thủ có ẩn mình được hay không? Ngày hôm nay hãy cùng nhau gặp gỡ bốn khách mời đặc biệt của chương trình. Xin mời! Ra mê mê! Ê, mê đưa, mê đưa, em ơi, mê mời, mê mời, mê mời! Mở cửa. Mở cổng thành ra mấy đứa ơi. Anh làm gì đây vậy? Anh làm MC Thúy. Ủa sao không ăn nhập gì hết? Mình đổi MC không, đúng không? Trời ơi, đồ bưng tôi bỏ luôn. Trời ơi, đồ hình người ta đẹp vậy. Dạ, bốn khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Đẹp quá, xin được giới thiệu Minh Trung, Cao Xuân Tài, Lê Thúy, Lê Xuân Tiền. Trời đất ơi, không biết chương trình hôm nay dập tôi hay gì mà mời tới đây người cao ráo rồi đẹp quá. Bây giờ tụi em chia sẻ cảm giác của mình nha. Đây là chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Nó có nhiều điều nó bí ẩn ở trong đó lắm. Em thấy sao Tiền? Em thấy bắt đầu hồi hộp lên đây thấy đội hình đều nhau quá. Ai cũng căng thẳng hết. Ừ. Bắt đầu cũng nóng nóng người lên nóng vào chơi đó. À, còn Thúy, hôm nay em có sợ không khi ba người đàn ông kia đang cạnh tranh cùng với mình? Ủa, em thấy em không đàn ông hả? Chị là ông nhất trong này đó. Giàu gặp ở trong đó không đúng không? Hôm nay mặc cái đầm là giả danh thôi chứ gì. Rồi. Ngụy biện thôi. Em có nói gì với ba chàng trai này không? Coi chừng tôi. Dạ. À, Xuân Tài là một gương mặt mà mọi người yêu thích, tới một cái sự hiền hòa, dễ thương, dễ chịu. Hôm nay đến đây phải đánh đố các bạn còn lại, em thấy sao Tài? Anh Minh Xù giới thiệu em mà dễ thương dễ chịu mà cái mặt anh dễ sợ lắm. Cái mặt dừa. Anh dễ sợ. Xin lỗi em. Anh, bánh mai bánh đào. Anh cứu nhầm người rồi. Thiệt. Nên là rồi. Mình chỉ làm MC thôi không? Mình đừng có bánh mai bánh đào hiểu không? Ok xin lỗi. Mai mốt anh sẽ bán ốc cạnh tranh với em luôn nha. Chắc anh cạnh tranh được. Sao Tài? Dạ em thấy hưng phấn, thấy vui. Với được chơi game là vui rồi. Em thì chơi game không giỏi nhưng mà em sẽ chơi hết sức. À ha, bé dạ. Này được cái dễ dãi ha. Dễ vui ha. Trung, hôm nay sao đem mắt kiến lên với chương trình vậy em? Sợ mọi người nhìn thấu vào đôi mắt mình sao? Chưa chơi mà được anh đoán ra là thì như anh nói đó, là đây là một chương trình rất là nhiều những cái bí ẩn. Thì thật ra là một chương trình quá nhiều cái bí ẩn thì em cứ chơi thôi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Thôi được rồi, mỗi người chơi sẽ có một chiến thuật riêng của bản thân mình. Mời các bạn về vị trí của mình ạ. Quý vị thân mến, đây là chương trình Truy Tìm Cao Thủ và bốn người chơi ngày hôm nay họ cũng đã có mặt tại vị trí của mình rồi. Chắc chắn Minh Xù sẽ phổ biến bốn thẻ quyền năng hoàn toàn khác nhau tại chương trình tuần này. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong ba người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ. Cao thủ tập sự, nhân vật này có quyền được lật mở đáp án của một câu hỏi bất kỳ do mình lựa chọn. Nếu còn tồn tại đến vòng cuối cùng, người này sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 50 điểm. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Ta sẽ có 4 thẻ quyền năng ngày hôm nay như thế này. Bóc hàm ngang. Bóc thì cái mặt cũng vui lên chứ người ta... Làm gì ta? Nè em lấy đi, cái nào nó cũng hay hết trơn á. Không, hay như anh không? Anh là hay nhất luôn á. Thôi. Giấu vô, bình tĩnh. Rồi. Ủa giờ Tiền với lại Trung thì ai bóc? Sao không được anh, cái điều anh đi. Thôi bây giờ đi. Vậy luôn okay, đi, đó rồi, xong đó rồi. Rồi, ok luôn nè, giấu vô nha, đừng để ai thấy nha. Xin mời từng thành viên, chúng ta sẽ coi quyền năng của mình nhưng mà giấu thân phận liền để ba người kia sẽ không biết mình là ai nha. Tiền đang coi luôn rồi, mời em. Em là cao thủ. Cao thủ là cao thủ nhưng mà sao cái từ sau nó bị nhòe quá em không đọc được. À. Em ơi nó có cái logo á Truy Tìm Cao Thủ nữa nha, coi gì đọc lộn bên đó. Thúy mời em coi.
Coi chừng coi lộn, coi ngược. Sao hơi nhẹ vậy ta? Mình đang diễn nét ngây thơ trong sáng đó. Dạ, mọi người có tin đâu mà Thúy đang ngây thơ trong sáng nha. Ngây thơ thì có. Đúng rồi, tới thui rồi đó nha. Mời Xuân Tài. Trời ơi, ngoài cái phong bì nó in chữ luôn rồi anh ơi. Phong bì in chữ là sao? Ý là nó in chữ ra ngoài phong bì luôn rồi, em không cần mở em không thấy nữa. Nó mỏng quá phải không? Dạ, nó mỏng quá. Nhưng mà em coi cái đó là em thấy sao? Em cảm thấy vui. Dễ vui. Chàng trai này rất dễ vui. Lúc đầu dễ dãi, giờ dễ vui. Mặc dù không có gì vui nãy giờ luôn á. Trúng cái gì cũng vui hết, chơi game để vui mà. Không có gì vui luôn. Minh Trung, mời em. Mọi người diễn sâu ghê á. Nụ cười này là gì? Em thì qua chương trình nói với ba mẹ ơi con được rồi. Dạ. Con có rồi. Cái gì vậy? Okay. Tốt nghiệp gì á? Lâu lâu em nó mới được lên truyền hình hiểu không? Thì thông báo với ba mẹ. Thông báo với ba mẹ. Bây giờ chúng ta đã biết được thân phận rồi ha. Mình thường thấy là có một cái sự khoanh tay nhẹ của hai chàng trai này rồi. Thế không biết là các bạn sẽ chơi như thế nào đây? Đầu tiên tặng cho mỗi bạn 50 điểm. Chúng ta sẽ có 3 vòng thi đấu. Vòng đầu tiên mang tên Dò Tìm. Quý vị thân mến, đây là Truy Tìm Cao Thủ và vòng đầu tiên mang tên là Dò Tìm. Chúng tôi sẽ có 2 gói câu hỏi ngày hôm nay cùng nhau trả lời nha. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Mời các bạn lựa chọn vô. Thứ tự đi, cứ theo thứ tự đi. Cứ theo thứ tự hả? Em chọn kiến thức đi. Số 6. Câu hỏi số 6 như sau. Đâu là quốc gia trẻ nhất thế giới? 1. Nam Sudan. 2. Đông Timor. 3. Tây Tạng. Và 4. Ethiopia. 30 giây bắt đầu. Chúng ta còn lại 5 giây. Hết giờ. Xin mời đáp án của Cao Xuân Tài. Đáp án của em là Ethiopia. Tại vì lúc trước em có tham gia một cuộc thi quốc tế, thì em có nói chuyện với lại một bạn thí sinh tới từ Ethiopia. Thì bạn nói là bên nước bạn các người trẻ trẻ như bạn rất là nhiều. Dạ. Nói chung là em dựa vào đó đó. Dạ. Là vì tại vì nói chuyện với người trẻ, trẻ như cho trẻ nên nhiều, là nên nó là như vậy. Chưa biết đúng hay sai mà Thúy ha. Thế đáp án của em là gì? Tây Tạng. Em đoán á. Em có dựa vào cái gì không? Em thích vậy đó. Thích okay, Tây Tạng em okay, Tây Tạng. Ok, đồng ý. Minh Trung, đáp án của em là gì? Đáp án của em là Đông Timor. Đông Timor là một quốc gia thành lập sau của Đông Nam Á thì phải. Thì em nghĩ đó là quốc gia trẻ nhất. Xuân Tiền. Vô tình lại hợp với người chị của em, đó là Tây Tạng. Có 3 đáp án. 2 Tây Tạng, 1 là Đông Timor và 1 là Ethiopia. Chúng ta sẽ đến với đáp án chính xác của chương trình. Đất nước này tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 năm 2011 vừa qua, cho nên là mới được thành lập nha. Quốc gia trẻ nhất trên thế giới. Xin được chúc mừng cho đáp án Nam Sudan. Chúc mừng. Trừ đều 15 điểm mỗi người. Mời Lê Thúy chọn câu hỏi ạ. Mời ạ. Mình tư duy đi. Số 5 đi. Tư duy số 5. Đây là một câu hỏi đố hình bắt chữ. Mời các bạn nhìn vào màn hình máy tính. Cho chương trình biết từ khóa có nghĩa này là gì. 30 giây trả lời bắt đầu. Các bạn đã trả lời xong đúng không ạ? Xuân Tiền đang rất đăm chiêu. Nhìn xa xôi không biết đáp án của em là gì. Em thì em hay nghe cái câu mà gì cối giả tay chày. Rồi, đáp án của em là? Có giả tay chày. Để đó. Tiếp tục, Lê Thúy, đáp án của em là gì? Đáp án của em là cái chày, cái cối. Có nghĩa là hai đứa này đang cãi nhau. Nó đang chửi nhau á, đánh lộn. Thì cho nên là cãi chày, cãi cối, đúng không? Đáp án của em là chày cối. Chính xác luôn anh. Chày cối đúng không? Ok. Còn Minh Trung, đáp án sao ạ? Cái này là em thấy là có cái chày với cái cối, nhưng mà xong lúc vội quá em bấm lộn thành cái cối giả chày. Cối giả chày luôn hả? Trời đất ơi. Rồi, nói chung thì ai cũng có cái chày cối trơn á, nhưng mà vấn đề là cái câu nào thì là đúng thôi ha. Đáp án chính xác của chương trình là nó phải có hành động. Hành động ở đây là cãi nhau. Đáp án chính xác là cãi chày cãi cối. Chính xác. Chúc mừng Lê Thúy.
30 điểm thuộc về Lê Thúy. Ba người còn lại mỗi người trừ 15 điểm. Chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của Cao Xuân Tài. Xin mời em. Em chọn gói câu hỏi tư duy số 6. Vẫn là câu hỏi đố hình bắt chữ. Mời các bạn nhìn vào bức hình. Hãy cho chúng tôi biết từ khóa có nghĩa này là gì. 30 giây bắt đầu. Hết thời gian. Mời Minh Trung, đáp án của em là gì? Đáp án của em là thảm thiết. Vì sao? Thì em thấy có cái thảm. Em sẽ nghĩ đến những cái từ có liên quan đến từ thảm. Cái sắc này thì em nghĩ là nó liên quan tới từ thảm thiết. Nó gần hơn với gần thiết hơn. Đúng không? Cho nên là thảm thiết là từ có nghĩa. Rồi, hợp lý. Các Xuân Tài, đáp án của em là cầu treo sắt. Em bí quá, em đánh đại vô. Sai chắc rồi đó nha. Lê Thúy, đáp án của em là gì? Đáp án của em là trượt thảm. Trượt thảm. Rồi. Có ai trượt ở đây đâu. Em không biết được cái này là cái gì, em ghi đại á. Thôi ghi đại ha, vì không có nhiều thời gian. Trượt thảm. Cuộc đời em bắt đầu thơi thảm rồi đó. Nào, xuống tiền. Lúc đầu mà nhìn vào cái hình thì em thấy cái thảm là chắc chắn phải có cái từ thảm rồi đó. Đúng. Em cứ suy luận cái thanh kia là gì ta. Suy luận hồi mà còn có 3 giây thôi bấm tạm đỏ luôn. Bí quá. Cảm ơn em rất nhiều. Ở trong 4 đáp án này tôi thấy thảm thiết là hợp lý nhất. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là thảm thiết. Chúc mừng Minh Trung có 30 điểm, ba người chơi còn lại mỗi người bị trừ 15 điểm. Xin mời Minh Trung lựa chọn câu hỏi. Em thì thích tư duy câu 4. Đây là câu hỏi: chúng ta không thể nhặt được cái gì từ trên sàn nhà. Câu đố mẹo, 30 giây bắt đầu. Mời Xuân Tiền trước. Em thì cái bóng. Em nhìn thấy nè, em đâu có nhặt lên được đâu. Tài sao Tài? Dạ em cũng là cái bóng. Cái bóng luôn. Minh Trung. Em thì em ghi là cái sàn. Cái sàn thì mình đâu có lụm đâu. Lê Thúy, đáp án của em là? Đáp án của em là cái sàn. Cái sàn luôn đúng không? Ok, hai cái bóng và hai cái sàn. Để coi đáp án nào đúng nha. Chính xác nhất đó chính là cái bóng. Chúc mừng. Yeah. Tiền Tài. Tụi em có tiền đúng rồi. Tiền Tài luôn. Tiền. Đúng là tiền. 30 điểm cho bọn em. Hai người còn lại bị trừ 15 điểm mỗi người nha. Bây giờ chúng ta khép lại vòng thi đấu đầu tiên này ở đây. Công nhận khá ngang tài ngang sức đấy nha. Chúng ta quên điểm số đi. Hãy suy nghĩ, phán đoán thử xem hồi nãy giờ trong cách chơi qua 4 câu hỏi, ai đang có sự lộ vai trò của mình ngày hôm nay? Ai có ý kiến giơ tay? Mời Tài. Dựa theo cái sắc mặt á thì em sẽ loại trừ anh Trung. Ảnh không có giống người cao thủ biết tuốt. Còn Tiền và Thúy á thì em nghĩ khả năng cao là chị Thúy hơn. Tại vì chị Thúy có vẻ nãy giờ chỉ rất là bí hiểm anh. Cho nên là giữa Tiền và Thúy thì em sẽ nghĩ là chị Thúy cao hơn. Rồi bây giờ thì Thúy em đang bị nghi ngờ nè. Thì mình nói gì với các Xuân Tài? Em là nghi ngờ Tài từ đầu luôn á. Tại vì lúc mà suy luận từ câu đầu tiên cho tới mấy câu sau luôn cố tình là không hiểu cái đáp án hay là câu hỏi của chương trình đưa ra. Em giống cố tình lắm hả? Đúng, mặt em rất diện sâu luôn. Rất là ngây thơ trong sáng nhưng thực ra không trong sáng miếng nào ha. Nên em nghi Tài là cao thủ biết tút. Rồi, tiếp tục Xuân Tiền. Em thì người chị mình thì em chơi thân quá, em hiểu cái tính. Cái gì lộ em biết liền. Em thì em không nghi chị đâu. Em cũng nghi Cao Xuân Tài. Tại vì Cao Xuân Tài có những cái câu trả lời nó cố tình á. Nó không phải là nó tự nhiên nữa. Còn Minh Trung thì nó cứ đều đều. Nên là mình nghĩ là Minh Trung không phải đâu. Có thể Minh Trung là cao thủ tập sự chứ không phải là cao thủ biết tuốt. Đó thì em vẫn nghi Tài. Minh Trung, em sao nè? Em nghi ngờ chị Thúy với lại bạn Tài. Nữa, rồi nghi ngờ. Sao vậy? Em ngờ chị Thúy là tại vì chị Thúy trả lời được cái câu mà cải chày, cải cối. Cái câu đó thì khá là khó. Còn em nghi ngờ bạn Tài là bởi vì em hùa. Ủa mà sao nãy giờ không ai nghi Minh Trung ta? Nãy giờ em thấy anh Trung là an toàn nhất luôn á. Tại vì không ai nghi ngờ anh hết. Không ai nghi ngờ chưa biết đâu đúng không? Hùa thôi. Chúng ta không biết được ai là ai trơn á. Chúng ta đang đoán theo cái cảm tính của mình thôi. Cho nên là các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ nha. Bởi vì tuần này chúng ta có tới 2 cao thủ. Một cao thủ biết tuốt và một cao thủ tập sự. Nếu như các bạn để 2 nhân vật này còn lại tới vòng 2 đó thì vòng 3 sẽ rất là nguy hiểm cho mình. Cho nên là các bạn phải làm sao loại trừ được ngay. Rồi, xin mời 4 người chơi nhắm mắt. Xin mời Lê Xuân Tiền mở mắt. Hãy đưa tay về nhân vật mà em nghĩ đây là cao thủ biết tuốt. Cảm ơn em. Mời em nhắm mắt. Xin mời Minh Trung hãy đưa tay. Người mà em muốn loại là cao thủ. Cảm ơn em. Xin mời Lê Thúy. Cảm ơn em. Mời Cao Xuân Tài.
Mời bốn người chơi mở mắt. Quý vị và các bạn thân mến, lượt một chúng ta đã có tới 3 nhân vật được bình chọn. Nhưng chúng tôi sẽ loại nhân vật nào nhận được sự bình chọn nhiều nhất mà thôi. Nha. Một người nhận được 2 sự bình chọn và 2 người nhận được mỗi người 1 sự bình chọn. Cho nên rất tiếc phải chia buồn với Cao Xuân Tài. Bạn nhận được 2 sự bình chọn. Dừng cuộc chơi ở đây, điểm số quay về không. Nhưng không biết bạn có phải là phong tỏa hay không, chúng tôi sẽ bật mí vào cuối chương trình nhé. Trước khi về hàng ghế VIP phía dưới ngồi xem cái màn kịch tiếp tục trên sân khấu, em muốn nói gì với 3 người còn lại? Em muốn nói là xin chia buồn mọi người sai đó. Dạ, yeah. Ok, để coi nhé. Cảm ơn em, chúc mừng 3 nhân vật còn lại. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu tiếp nha. Vòng 2 được mang tên Định Vị, xin mời. Đây là vòng định vị của chương trình Truy Tìm Cao Thủ. 3 người phải thống nhất cùng nhau trả lời một câu nữa mà thôi. Sau câu này chúng ta sẽ loại tiếp một người nữa. Xin mời, trước khi loại chọn, thống nhất đi ạ. Nhường người chị đi. Đồng ha đó, chị. Chị đồng chọn đó. Đi. Kiến thức câu số 5. Câu hỏi như sau: tranh Đông Hồ được vẽ trên chất liệu gì? 1. Giấy gió, 2. Giấy vải, 3. Giấy lụa, 4. Giấy hoàng kim. 30 giây trả lời bắt đầu. Hết giờ. Xin mời Minh Trung, đáp án của em là gì? Đáp án của em là giấy gió. Em đã từng coi một cái chương trình nói về làng tranh Đông Hồ. Thì em có nghe nói là cái tranh Đông Hồ được vẽ trên giấy gió. Giấy gió nó cái chất liệu nó làm sao ta? Theo như thấy trên TV á, thì nó mỏng mỏng, nó gần giống như cái giấy lụa. Sao Thúy, đáp án của em là gì? Em chọn giấy lụa. Giấy lụa. Xuân Tiền. Em chọn hoàng kim. Giấy hoàng kim thì anh chưa nghe. Còn giấy gió ở đây á, là một cái loại giấy mà nó không có mịn. Nó sẽ được ép từ tất cả những cái chất liệu gỗ mỏng khác. Nhưng mà nó lại màu vàng vàng á. Nó sẽ có cái chỗ mỏng, chỗ dày. Nó còn gồ ghề lên gì nè. Cho nên là cái tờ giấy gió đó nó không có phẳng phiêu như là tờ giấy lụa. Cho nên đáp án chính xác nhất của chương trình này đó chính là giấy gió. Chúc mừng Minh Trung được cộng 30 điểm. Lê Thúy, Xuân Tiền bị trừ 15 điểm. Buồn. Nhưng bây giờ bớt buồn lại. Chúng ta phải lập luận tiếp để coi coi ai tạm thời đang còn là cao thủ tập sự. Khi nãy anh hỏi là Minh Trung biết tranh Đông Hồ ngoài chưa? Thì Minh Trung chưa. Nhưng mà Minh Trung vẫn trả lời đúng. Đúng. Đó. Sai, hai người hồ phè vô. Anh thấy không, nếu mà em diễn giỏi vậy em, người ta mời em đi đóng phim rồi. Thế bao năm vần là đi catwalk, bây giờ đi bán ốc có được làm diễn viên đâu. Làm sao em diễn được. Khổ. Đây. Dạ, đi đóng phim vị, rồi. Nếu hôm nay mà Lê Thúy mà là cao thủ biết tuốt, hãy mời cô ấy đóng phim giùm em. Minh Trung, em thấy sao? Theo em thì em nghĩ là cả hai người này đều có khả năng. Tại vì hồi nãy thì em nghĩ nếu ai mà trả lời câu này mà lập luận mà nó vòng vòng á, với lại trả lời mà cố tình cho nó sai á, thì người đó sẽ là cao thủ. Nhưng mà hai người đều trả lời trả lời sai luôn. Ghê thiệt chứ. Sao em thấy có một cái gì đó. Bây giờ khó chọn lắm đúng không? Minh Trung biết tại sao không? Nói đi. Tại Minh Trung cao thủ mà sao mà chọn trời ơi. Nói vậy thôi, nhắm mắt lại bình chọn khác hẳn. Mời ba người chơi nhắm mắt, xin mời Lê Thúy. Cảm ơn em. Xin mời Minh Trung. Cảm ơn em. Mời Xuân Tiền. Cảm ơn em. Mời ba người chơi mở mắt. Tèo 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 tèo. Anh kêu đơn giản hả? Anh kêu em nhắm chơi, em nhắm mắt hay mở mắt cũng vậy. Và đó cũng là đáp án của chương trình nè. Rất tiếc Minh Trung, bạn chỉ được 2 sự bình chọn. Để tôi chóng mắt tôi lên tôi coi coi hai chị em có tương tàn với nhau em hay không. Em phải hiểu cho chị nha, chị đi ké xe. Em hiểu mà, thì em cũng chúc hai người là chúc tình cảm chị em có bền lâu. Nhưng mà chị lát vòng 3 chắc không bền lâu đâu. Lát chị đi taxi về sau đó. Quý vị thân mến, hai chị em Xuân Tiền và Lê Thúy sẽ nắm tay nhau bước vào vòng cuối cùng mang tên Lộ Diện. Chúng ta đã quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ và vòng này chúng ta sẽ không loại trừ gì hết. Chúng ta chỉ cần gom nhiều điểm, càng nhiều càng tốt mà thôi. Bởi vì điểm số rất quan trọng. Không biết các bạn có phải là cao thủ hay không, nhưng điểm số cao nhất là người chiến thắng. Vậy thôi ha. Mời hai bạn thống nhất lựa chọn thêm một câu nữa để cùng nhau trả lời. Em chọn đi. Em chọn câu 4, kiến thức. Câu hỏi như sau: nhà khoa học Marie Curie
là người đầu tiên giành được giải Nobel trong hai lĩnh vực, đó là lĩnh vực nào? 1. Vật lý và y học. 2. Hóa học và y học. 3. Vật lý và hóa học. 4. Hóa học và hòa bình. 30 giây bắt đầu. Hai, một, hết giờ. Mời Xuân Tiền, đáp án của em là gì? Đáp án của em là vật lý và hóa học. Tại thường á, em hay thấy mấy cái giải Nobel hay trao cho cái người chuyên về những cái này nè anh. Nên là em suy luận cái đó là vật lý và hóa học. Còn y học không có hả? Y học cũng có chứ. Hòa bình cũng thường có hai chứ. Cái nó lại đi chung. Lê Thúy, em có đồng tình hay không? Không, em chọn đáp án 2 theo linh cảm thôi. Linh cảm thôi. Chúng ta sẽ có một đáp án đúng trong hai đáp án của các bạn lựa chọn. Ồ, hiểu rồi đó. Có nghĩa vật lý y học và hóa học hòa bình đều là đáp án sai. Đáp án chính xác là vật lý và hóa học. Chúc mừng Lê Xuân Tiền. 30 điểm thuộc về em, 15 điểm bị trừ. Nhưng mà bây giờ em hỏi chị là chị có tin em không? Sao câu này là mất hết niềm tin ở em rồi đó em. Anh thấy lật mặt nhanh không người chị? Bao nhiêu năm tháng của mình lật mặt rất là nhanh. Nhưng tôi nghĩ là Lê Thúy có thể là cao thủ tập sự. Bởi vì Lê Thúy đã sử dụng cái quyền năng của mình trước rồi, cho nên là không sử dụng được trong câu này nữa. Nhưng nếu thật sự là như vậy, Lê Thúy vẫn được cộng 50 điểm nữa mà, đúng không? Sẽ được cạnh tranh điểm cùng với Xuân Tiền. Bây giờ các bạn cứ mỉm cười đi. Ánh sáng tắt. Ánh sáng dừng lại ở vị trí của người nào? Người đó là người có điểm số cao nhất với tổng số điểm qua 3 vòng thi. Hiện tại 50 và 5. Sau khi tổng kết điểm là 3, 2, 1, dừng. Chúc mừng Xuân Tiền 120 điểm. Ôi cao vậy luôn hả? Rất cao. Và Lê Thúy bạn có 25 điểm. Có nghĩa các bạn đã loại trừ đúng. Có thể là Lê Xuân Tiền là cao thủ tập sự, cho nên là được cộng khá nhiều điểm trong điểm số chị của mình. Chị phải tin em, hai anh này lên là khai là biết liền, đúng khai không? Khai là biết liền. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta đã kết thúc cuộc chơi rồi, nhưng mà thân phận của bốn người chơi mình vẫn chưa biết họ là ai. Bây giờ phải hỏi người bị loại đầu tiên trước. Em là cao thủ tập sự. Cao thủ thấy tập chưa? Sự. Minh Trung, bạn là ai? Như này em nói đó, ba má em được rồi. Cao thủ mà em biết tôi. Thấy cao chưa? Thấy chưa? Trời ơi chị sao chị lại nghi ngờ em? Bình tĩnh. Lê Thúy, em là ai? Em là Phong Tỏa. Phong Tỏa. Nhưng mà không được điểm nào hết trơn. Được, em được 5 điểm của em hồi nãy. Lê Xuân Tiền, bạn là? Người hoán đổi. Người hoán đổi. Cho mình sự hỏi là bạn có hoán đổi vị trí của ai không? Lúc đầu vào thì nghi ngay tài thì hoán đổi tài, thế là loại tài. Loại tài. Loại tài thì bạn trở thành cao thủ tập sự. Khi mà trở thành cao thủ tập sự thì anh ấy đã có được 50 điểm trong vòng cuối, đúng không? Giỏi, chúc mừng nha. Rất xứng đáng chiến thắng ngày hôm nay. Cảm ơn bốn người chơi. Dạ, tình bạn mình vẫn còn tồn tại chứ hả? Không. Hết rồi. Nói gì nữa, bây giờ em tôi nó cũng thắng rồi. Tiền đi. Yeah. Nè, trao tiền cho em. Yeah. Cô đi. Không, trao cho em cô chứ phải trao cho cô nha. Rồi, chúc mừng 8 triệu thuộc về Lê Xuân Tiền. Yeah. Nhưng mà Lê Thúy thân mến, em cũng có được 5 triệu ra về ngày hôm nay. Vì Nhi, Vì Nhi. Hai bạn còn lại mỗi bạn 3 triệu đồng nha. Chúc mừng. Wow, ngày hôm nay thật sự phải nói là bốn người chơi họ chơi rất là giỏi. Và đặc biệt hơn hết là cũng có sự may mắn ở trong đó nữa, đúng không? Và cảm ơn sự tham gia của bốn bạn. Chúc bốn bạn sẽ luôn luôn thật sự là sức khỏe nhiều nè, vui vẻ, tươi trẻ và thành công nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình, cũng như là buôn bán kinh doanh thật là thuận lợi nha. Cảm ơn anh MC rất là tụi em cũng chúc anh là ngày càng cao lớn hơn nha. Mình cứ đứng lên nha, cho mọi người biết cái chiều cao của mình. Tự nhiên đứng cái em anh không chịu nổi luôn á. Đừng quên mở TV vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để theo dõi chương trình Truy Tìm Cao Thủ quý vị nhé. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn bây giờ Minh Dù và bốn nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại. Em chơi với một cái tâm lý rất là tươi mới, không có chiến thuật gì hết trơn á. Dạ. Vô đây cứ thấy ghét ai là mình loại người đó thôi. Dạ. Okay. Trời. Anh nghĩ đây là một câu nói khiến cho ba người chơi còn lại thả phẫn nộ và sẽ loại em từ vòng đầu tiên rồi đó. Chính xác.